Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Hôm nay tiếp tục thăm lưới nha mọi người. Biết có hay không đây. Đây, dính nha mọi người. Tàu vô con cá phi bự rồi mọi người ơi. Tưởng nó chết chứ. Này nó không chết, dễ mạnh quá. Đồ, em khai trương đầu tiên chả bá luôn không? Đầu tiên mọi người. Bạn em đây nha mọi người. Đây. Con này nhỏ hơn con nãy. Cái này nước chảy quá mọi người. Chảy khủng khiếp. Dính lên mọi người. Nước chảy quá mọi người. Đãi ra cho mọi người. Rồi dính là nó hai con luôn. Một em. Đây, rùa biển. Hai em. Rồng nha mọi người. Đây cái rô đồng nha mọi người. Đó. Rô đồng bự ạ. Tại cái chưa. Mê không mọi người. Chiều nhà có mưa cá lên nè mọi người. Đây dính nữa nè. Rô biển. Nước chảy quá mọi người. Đã dính đây mọi người. Ô ba em luôn. Một em. Hai em. Đã không? Ba em.
ụ dính hai con chó luôn mọi người. Một con. Hai con. Nó chạy dữ quá. Dính nè mọi người. Ô, ba em chó luôn. Rồi rớt nghe em rồi. Cái lưới căng quá. Rô biển nha mọi người. Đây em rô biển nữa nè. Wow. Nước chảy dữ quá, tay lưới căng như dây đờn nha mọi người. Trời ơi, một nùi luôn rồi. Cá mọi người. Hai con luôn. Rô biển nha mọi người. Đây em cá phi. Đào. Dính nha mọi người. Đây. Rô biển. Hai con luôn mọi người. Đây con nữa nè. Chết rồi. Nước chảy quá, làm ăn khó khăn quá mọi người ơi. Dính nha mọi người. Tụ con cá rô mọi người ơi. Cá rô khủng. Tụ con cá rô mọi người. Hết hồn của rô đồng không? Đây con nè, hai con. Dính trước này. Đúng rồi, dính nè. Đây, rô đồng nữa nè. Hai em chỗ luôn. Trời mưa lên cá nó đi đẻ mọi người. Đó, đã không? Đây em nha. Rô biển. Nước chảy căng cắt. Đấy, dính đây nè. Hai con nữa. Rô biển nè. Một em cá phi. Rô đồng nha mọi người. Đã ghê chưa. Giật tay lưới trước nữa hay gì kìa. Ôi, hai em rô đồng lựa luôn.
Đã ghi cho mọi người. Chiều trời mưa, cá lên nè mọi người. Mê quá. Con gì làm cái ấm. Đây giật. Giật không dính nè, không giật là không dính luôn ạ. Con gì đây? Ý, cá trê hả? Lưới này cũng tới rồi mọi người. Nó thấy chưa? Biết mà, không giật là không bao giờ ăn được nó. Nó một em cá trê. Rồi gần hết lưới dính nè, thấy mê không? Đó, đây nè. Rô biển. Cá phi. Chắc hết rồi quá. Rồi kết thúc rồi mọi người ơi. Đây. Dạo đầu tiên, lát cuốn này quay tiếp nha mọi người. Đây kết quả của một đêm giăng lưới nha mọi người. Đây là cá sống. Không có nhiều hết đây. Đây rồi. 3 kg 1. Ba ký một vậy là 2 kg 2 kg 6. 2 kg 6 cá sống. Cá chết nặng dữ à. Hai ký chín. Hai cá chín ký chết. 3 kg 1. Thao này không biết nhiều ít em á. Ủa cá rô. Rô đồng mọi người bự không. Mưa lên. Rô biển nè mọi người. Có nào sống để lại nghe để hỏi chết. Ở dưới sông mà có con cá này nữa nè mọi người. Điêu hồng á. Xin tạm biệt mọi người nha. Xin cho một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mọi người.